đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Diễn viên Trọng Hưng, chồng của giảng viên Âu Hà My là ai? Vào tối ngày 12 tháng 8, mạng xã hội được phen dậy sóng trước thông tin Âu Hà My, một giảng viên nổi tiếng bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng đã tuyên bố chia tay anh chồng đạo diễn viên Nguyễn Trọng Hưng trong ầm ĩ. Ngay sau lời tuyên bố, cư dân mạng đã lùng sục thông tin và phát hiện ra Trọng Hưng là một diễn viên đạo diễn trẻ hoạt động ở phía Bắc. Nam diễn viên Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong thời gian theo học tại đây, Trọng Hưng gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai và có thành tích học tập xuất sắc. Trọng Hưng sở hữu bản thành tích xuất sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giải nhất thành phố Hà Nội bơi lội 2011, giải ba tài năng sinh viên nhảy hiện đại và từng là huấn luyện viên thể hình. Năm 2009, Nguyễn Trọng Hưng bắt đầu được khán giả biết đến qua vai diễn Hưng Chim Én trong bộ tứ 10A8. Tuy nhiên sau đó không có nhiều hoạt động diễn xuất nổi bật. Không thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, một số phim ngắn khác Nguyễn Trọng Hưng tham gia là 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Lột xác, Người hoạt náo. Sau đó anh tiếp tục đóng nhiều phim ngắn, sitcom và xây dựng một lượng fan nhất định nhờ ngoại hình sáng sủa đẹp trai. Bộ phim mới nhất gây được dấu ấn của Trọng Hưng là Đi qua mùa hạ. Tên tuổi của Nguyễn Trọng Hưng thường gắn với những vài công tử con nhà giàu hoặc có tính cách đua đòi, ăn chơi, dễ bị dụ dỗ. Ngoài diễn xuất, anh còn được nhắc đến trong vai trò đạo diễn, MC, đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Hưng đầu tư thời gian vào công việc sản xuất clip viral, kiêm giảng viên tại một công ty truyền thông phía Bắc và còn từng biết đến với tư cách là PT tại một phòng gym. Năm 2019, Nguyễn Trọng Hưng bén duyên với nữ giảng viên nổi tiếng Âu Hà My. Sau một thời gian ngắn yêu đương, Nguyễn Trọng Hưng đã quỳ gối cầu hôn vợ dưới chân tháp Eiffel. Ước mơ của anh là quỳ gối dưới chân tháp để cầu hôn người con gái của cuộc đời anh. Thực ra anh chỉ dám mơ thôi, không nghĩ là anh có thể làm được điều đó khi gặp em. Anh sẽ nhớ mãi giây phút này, lúc em bật khóc vì hạnh phúc và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái. Đó là một trong những đám cưới gây sốt nhất thời điểm bấy giờ bởi sự xa hoa, hoành tráng và lãng mạn. Ngay cả bộ ảnh cưới cũng được đầu tư với chi phí vô cùng đắt đỏ. Trong thời gian chung sống, Nguyễn Trọng Hưng thường xuyên dành cho vợ những câu nói ngọt ngào. Người ta nói chỉ có lúc mới yêu mới vui mới hạnh phúc, mà anh thì ngược lại, mỗi ngày trôi qua lại yêu em nhiều hơn, thấu hiểu hơn và độ chiều chuộng lại tăng dần lên. Đàn ông thì nên làm nhiều hơn những lời đường mật, mà anh thì lại ngược lại cả hai. 6 tháng với bao kỷ niệm khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau, mặc ai nói gì chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được. Cảm ơn anh luôn bên em, bảo vệ em, yêu thương và bù đắp cho em thật nhiều, chiều quá nhiều lúc nhõng nhẽo và hơi hư, sắp có với nhau những dự định thật tuyệt vời. Một trong những câu nói ngôn tình của cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh gửi Âu Hà My. Tình yêu và hôn nhân của Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My từng là một trong những câu chuyện cổ tích được rất nhiều fan ca tụng và ngưỡng mộ. Có điều về chung một nhà mới 11 tháng, Hà My lại bất ngờ tuyên bố chia tay. Hiện tại Nguyễn Trọng Hưng vẫn chưa lên tiếng về vụ việc lần này. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Thông tin được đưa tin theo soha.vn. Video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.